Hiện nay, các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách đang áp dụng định mức xây dựng cũ đã được ban hành từ hàng chục năm trước. Cách tính này đã lỗi thời, một số trường hợp còn trục lợi tính theo khung giá cứng, gây thất thoát vốn nhà nước. Tại hội thảo hoàn thiện định mức và giá thành xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 26 tháng 5, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng thay đổi cách tính theo giá thị trường. Hà Nội từng phải chi hơn 800 tỷ đồng mỗi năm chỉ cho việc cắt cỏ, chưa có chăm sóc cây xanh. Sau khi rà soát lại, chi phí này xuống còn khoảng gần 200 tỷ, chỉ bằng 1/4 so với tính toán ban đầu. Còn trong lĩnh vực giao thông, một số chuyên gia đã từng lên tiếng về việc làm đường cao tốc ở Việt Nam ngốn chi phí đến 12 triệu đô trên 1 km, trong khi Trung Quốc làm chỉ có 5 triệu đô la Mỹ trên 1 km, còn Mỹ thì chỉ mất 4,5 triệu đô trên 1 km. Nhiều ý kiến cho rằng cách tính giá thành xây dựng hiện đã quá lỗi thời, chỉ phù hợp tại một thời điểm nhất định. Khi hoạt động xây dựng thay đổi sẽ làm sai lệch năng suất đến hàng chục phần trăm. Mặc dù có những sửa đổi về cái định mức đơn giá, thế nhưng mà thường là nó không theo kịp được với cả thị trường. Vì kinh tế thị trường là nó biến đổi rất nhanh, thì đơn giá có thể thay đổi không phải là theo tuần theo tháng mà có thể theo từng ngày. Sáng có khi giá thép đã một giá nhưng mà do giá vàng biến động trên thế giới này khác thứ thì đôi khi là chiều đã có một giá khác. Bộ Xây dựng chỉ ra rằng các chính sách của nhà nước về việc vận dụng hệ thống định mức đang chồng chéo. Phương pháp xác định định mức dự toán cũng bộc lộ nhiều hạn chế và không phù hợp với nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, chưa gắn với điều kiện yêu cầu cụ thể về tiến độ thi công của công trình xây dựng, chưa gắn với khối lượng thi công, công trình thi công lớn hay nhỏ đều chung định mức hào phí. Đã cơ chế thị trường là chúng ta phải mọi sự quyết định về giá cả và mọi thông tin là chúng ta phải bám sát với thông tin của thị trường. Và nhà nước sẽ làm một cái nhiệm vụ là ban hành cơ chế chính sách, chúng ta cung cấp các cái cơ sở thông tin để tạo một cái thị trường minh bạch, cạnh tranh. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thiện cách tính định mức và giá thành xây dựng mới, phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, nhằm hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư.